Rồi chào anh em ha. Tới bữa nay mà mấy anh em mà hỏi mình là cái vấn đề mà nhắn tin vô bình luận và hỏi điện thoại hỏi mình, hỏi gà ăn nhiều ăn ngũ cốc có mập không, thì cái clip này nói chung mình làm cũng mấy cũng năm trước rồi chứ không phải không có làm, nhưng mà muốn làm mình nói cho nhiều anh em nó cập nhật được cái những cái clip mà mình làm, không phải làm tới mình tới hoài người coi được người coi không được. Thì anh em hỏi mình gà ngũ cốc á, rất là nhiều anh em sợ gà ngũ cốc, anh em mình nói gì gà ăn thôi, ăn lúa nó cũng mập, ăn ngũ cốc nó cũng mập, mà anh em cứ hỏi mình hoài, anh em cứ hỏi mình là sợ con gà ngũ cốc nó sẽ mập, đã không nổi thì mình nói anh em không có con gà nào mà ăn không ăn mà mập á, ăn nhiều mới mập chứ ăn ít sao mà mập, ăn ngũ cốc nó cũng có gì trong đó đâu, nó hạt này nọ thôi nó không có đạm nhiều, anh em cho nó ăn cái gì đạm nhiều con gà nó mới mập. Nhưng mà phải có vấn đề là con gà anh em nó ăn, anh em có liều lượng không, anh em đâu có liều lượng đâu, anh em cho ăn đại nhưng mà mình nói thiệt luôn á, anh em nói chung gà anh em cứ cho ăn đại không nào, anh em đâu có liều lượng, đâu có lượng cái gì đâu, anh em không có ông anh em là nói chung cho gà ăn không có cố định là bao nhiêu, anh em cứ cho nó ăn cái để cái lúa để ăn nhiều đã thôi nha. Rồi anh em cho ăn ngũ cốc á, anh em cho ăn cái bào chà bá này nè ăn đã thôi, thì cái nào nó cũng mập á, nếu mình nói với anh em là ăn nhiều thì con gà phải mập, chứ không có gì mà liên quan gì mà tới lúa ngũ cốc mà họ ăn lúa chắc nó không mập. Trời nhiều nó trời trời tôi cho ăn lúa không ăn gà đít tôi mỡ cũng sợi mỡ luôn mập, rồi ăn ngũ cốc không gà tôi tự sao tự nhiên nó ăn ngũ cốc nó mập mập quá. Thì mình nói với em, anh em cho nó ăn anh em phải lường cho nó ăn cái mức chế độ của nó bao nhiêu, sáng cử chiều cử, còn cái này anh em cứ cho nó ăn đã thôi no nghỉ đã thôi no nghỉ, thì cái chuyện mà cho nó ăn nó nhiều quá nó không có tốt cho con gà, nó sẽ bị những cái bất tiện cho anh em là nó vậy, ăn nhiều thì con gà nó sẽ mập và ăn nhiều con gà nó bệnh khó trị ha. Nó tại sao nó ăn nhiều mà nó bị bệnh khó trị rồi tại sao, tại vì nó không tiêu, một khi mà con gà nó bệnh mà nó không tiêu ha, nó không tiêu á bao gì nó bự vậy, anh em cho nó hút vô thì con gà nó tiêu rất là khó tiêu, tại vì nó ăn ít thôi mà con gà khi mà nó không tiêu mình trị hoài nó còn chưa hết, nó chỉ ăn cái bào bự quá nó ngặt lắm, ăn nhiều thì con gà phải mập, con gà không ăn là nhiều người nó chợ con gà tôi nó xuống ký càng ngày càng xuống ký, mà hỏi ra con gà không ăn lấy gì mà cái chuyện mà như anh em cho nó ăn, anh em hỏi mình về là pha lúa và gạo xô ăn gà mập không, thì mình nói anh em nuôi gà anh em phải câu cái tai con gà anh em nó đủ tai và nó thiếu tai và nó hơi mập nó khác nhau nha anh em. Nó khác nhau ở trên chứ không phải cái nào nó giống nhau, cũng như anh em thường anh em cho nó ăn lúa trộn với gạo xô thì cái đó ăn con gà nói chung ăn nhiều thì nó cũng mập, tại vì gạo xô nó cũng là lúa thì anh em tách ra nó cũng một loại thôi, nó có khác gì đâu, nhiều người nói gạo xô gà mập thật sự ra nó quay như lúa, thì trong cái lúa thì nó cục gạo đúng không, tách gạo lúa ra thì lớp gạo cái lớp cám đó thì người ta đâu có đánh ra kêu như gạo xô gạo lứt đó, thì nó cũng một loại thôi, nó đâu có gì đâu. Con gà này chứ con gà này nó ăn mập nhiều thì mập ít thì thôi chứ không có liên quan gì hết. Mình nói với anh em mà nó vậy, gạo xô thường anh em đi mua là nó như 3 kg lúa, cái anh em trộn 2 kg gạo xô vô anh em cho ăn, cái anh em nó gà mập không phải mập đâu, anh em cho nó bỏ vô nó ăn quá nhiều, anh em bỏ vô nó ăn quá nhiều thì con gà anh em sẽ lên ký, thì lên ký thì nó bị gì đã không nổi, nó vô đá hội nó thở không nó mập đá không nổi đó. Thì nhiều người anh em thắc mắc cái nó là tại ăn lúa ăn lúa cái ăn ngũ cốc con gà nó lên ký quá trời, thật sự nó không có liên quan gì hết ngũ cốc,
ngũ cốc là vậy, nó hạt này nọ nó cũng đủ chất, nói chung là chất đầy đủ cho con gà thôi, chứ ăn nhiều nó mập nên em chứ đừng có sợ. Mà ngũ cốc mình đây nó thì cái này mình pha ngũ cốc mình chơi thêm cám rồi mới đẻ nữa đó. Mình cho ăn thêm cái cám mới đẻ luôn á, trộn vô đủ thứ luôn á, mà ăn gà nó cũng đâu có gì đâu. Cũng như gà nào càng lên tay nó lên tay, càng xuống tay mình cho nó ăn vừa lại vậy thôi. Anh em nuôi gà nó có cái chế độ, chứ anh em đừng có để đầy cái muỗng vồ hay đầy cái chén, đầy cái quặng gì đó, để cống gì đó, anh em để ăn đã hồi không có ăn vậy vô lượng á, kêu gà không mập sao được. Còn cái thành phần mà anh em hỏi mình gà anh em vô nghệ từng mấy lần, vô nghệ chân không, cái đó vô nghệ chân thì bình thường một tuần vô hai lần không gì hết, cứ vô nghệ bình thường. Nếu xiên vô á, người mình không có động xiên mình vô ít, xiên mình vô từng hai lần, cứ sổ xong cái anh bắt lên quét nghệ vô chân nó, vô mặt nó vậy thôi, có gì đâu. Còn em quét vô mặt hay không thì tùy mọi người nha, nói chung mình không có quét vô mặt, ít quét lắm. Tại quét vô mặt hay nó vô mặt nó vũ mình mấy lùm la nó công, nói chung mình vô cũng có cách, mình vô nó không có vũ, nhưng mình vô mặt là bí, nói chung chỉ là nuôi gà nó chỉ là bổ chân á, chứ mặt gà không có liên quan gì, phải cần mà cần nó phải vô nghệ thiệt, không có cần đâu. Chỉ cần anh em cho nó sổ cái vô chân thì một tuần anh em vô nó hai lần, cứ quét rồi cho vô nghệ hồi đó mới xả. Nói chung vô nghệ hồi xưa là như tại vì có muối, có để muối, có pha muối rồi nọ, anh em cà ra có phèn này nọ, thì nói chung nếu mà vô nghệ đúng, nhưng mà là vô nghệ đúng á là một bữa nay vô đúng không, qua mai xả. Còn anh em đâu có vô muối đâu, anh em vừa pha nghệ, nói chung là kia là mấy bây giờ anh em mới, anh em hồi đó anh em á lớn tuổi anh em còn nhớ còn biết cái vụ mà vô nghệ có muối, bây giờ đâu có. Cái hỏi gì trời ơi, mua ra nghệ bột gì cái xịt miếng rượu cái gì đó còn vô cái quét cái xong đâu có miếng muối, không có muối, đúng ra là phải có muối nó mới gút, mới gút chân vô gà anh em nó tốt. Thì đó vô nghệ là phải vô có muối với phèn đủ thứ hết, còn giờ không có, xịt miếng cồn miếng rượu vô quét cái chân gà thôi đó. Thì giờ anh em muốn vô á, thì nói chung vô có muối mới xả, còn không có muối tự nhiên đời nào nó chóc. Còn anh em muốn xả thì cách ngày, thì qua nhà đó anh em xả rồi, cũng như bữa nay vô qua mơ xả tắm mình chà giò nó sạch sẽ hay nhìn nó dãy nó bóng nó đẹp hơn. Nói chung vô nghệ thì nói chung gân cốt con gà thì nó cũng tốt, vô cốt chân nè rồi dãy nó lột này nó cũng như chung là cái gì cũng tốt hết nha, cái gì cũng tốt. Rồi anh em vô nghệ thì vô nghệ đi muốn xả hay không tự anh em, tại đâu có mình đâu có nấu gì đâu có cái muối đâu. Còn anh em hạn chế vô cái nách nha, hạn chế vô nách, tại giờ vô nách là mấy con gà tơ nó chịu không nổi, vô nó nóng á, cái lớp da nhiều con em nó vô ngại xong qua mới gót sừng ghế trên làm để tại nó bị vậy á. Đó là cái vô nghệ rồi đó, còn để phèn muối đinh sét á, mấy cái đinh sét người ta cạo cái lớp sét trong mấy cái sét sắt đó để rồi vô nghệ già gà lên săn ghê, còn giờ đâu có. Rồi anh em hỏi mình nuôi gà có cắt lông phát nách với cái đồ, nói chung là phát nách phát độ tùy theo mọi người. Thì anh em muốn chơi gà mình đi đá chơi thì mình cắt mình phát làm gì làm, phát đùi đích gì đó mình làm nuôi, muốn tắm cho con gà đẹp, cái đó là không có lý do mình không có ý kiến của mình vô đó, tại vì anh em hỏi mình nói thôi. Thì anh em tùy mọi người, người muốn cắt lông nuôi vô đỏ đẹp á cũng tùy mọi người, nói chung là nó tốt chứ không có gì hết trơn á. Trong nuôi nói chung là tại vì bây giờ thì cái phong trào hồi xưa nó mình nói vậy anh em, mình quay lại cái năm mà quay lại 8 năm 9 năm trước, cái chục năm trước là vô nghệ còn cắt lông, cắt lông nha, có cần cắt lông sau này cái đâu có cắt lông đâu, ai cắt lông cái nó không cắt lông chơi không được cái rồi bỏ tới giờ luôn, đâu có cắt lông đâu. Tại sao? Tại hồi đó là mình là còn là một cái người đi cắt lông mướn người ta luôn. Hồi đó cắt lông cũng ngon nó chứ ít đâu, căn con gà 40.000 á, cho anh em biết con gà mình cắt 40.000 con cắt lông, nói chung phải đẹp mới lấy tiền chứ không đẹp không lấy tiền được, khó nghe nè. Cắt lông cho nó vừa đẹp, con gà nó không phạm da. Đây mình cũng nói tâm sự này thì chơi anh em, chứ cái nào anh em bình luận vô nhiều mình mới có hứng mình làm clip cho anh em, mình lận với anh em hỏi ít quá
mình cũng không có hứng mình trả lời, mình không có nói nhiều nữa. Nói chung tại vì nhiều anh em cứ vô bình luận, anh em trách mình nó sao mà không trả lời cho gió, mình nói thiệt với anh em á, cái clip mình đăng lên á 15 phút 12 phút mà cũng có vấn đề là cái thuốc hang chích cho con gà anh em bệnh thôi, mà anh em mấy cái đăng lên chưa được 8 phút nữa, anh em câu nữa được chưa được 8 phút nữa nha, là anh em bình luận vô hỏi mình chích thuốc gì, mua thuốc hiệu gì, là trong cái clip đó mình nói hết trơn luôn mà bình luận vậy rồi hỏi sao trả lời, cái nói sao hỏi không trả lời với vốn, cái đó mà bây giờ đúng là chắc ta cho anh em đúng không. Tự nhiên cái clip ta nói đầy đủ hết trơn, không mấy cái clip bất cứ nhiều clip mình để ý lắm, mình nói đủ trong đó trên cái chưa coi hết trên cái mới coi được có 2-3 phút gì bình luận vô hỏi rồi sao mình trả lời, cái nói ừ sao bình luận không hỏi không trả lời chứ dốt như trên kỳ vậy bạn, trời ơi đủ thứ hết trơn em ơi, bây làm dâu chồng họ nó khó lắm. Nói chung là anh em muốn vậy anh em coi hết cái clip á, cũng như cái clip mình bán thuốc đi, mình bán thuốc sắt thái nuôi gà đó, bóng lông nữa, cơ sung gà, thì nói chung cái clip đó thì mình cũng có nói giá thuốc bao nhiêu viên, bao nhiêu tiền một viên, đủ thứ hết, xếp bằng cái gì nó có trên có số điện thoại để lên, cái anh em cầu xong với anh em bình luận vô anh em hỏi cho xin số điện thoại mua thuốc, anh em thấy nó lãi, nó lãi như đè luôn. Trong cái clip đó để cái hiệu thuốc, tên thuốc, để cái hiệu thuốc của mình luôn, thuốc sắc thái của mình gì đó, cái số điện thoại đủ cho nên mình đọc luôn, nhiều khi mình để cái clip mình để trên cái điều đài á, đi cái tiêu đài cái số điện thoại luôn mà không coi, nghĩ sẽ bấm vô điện thoại xin số điện thoại mua thuốc, và trong đó mình nói là bao nhiêu viên thuốc, là bao nhiêu gửi, bao nhiêu cái anh em nhắn vô hỏi mua bao nhiêu mới gửi rồi mình không trả lời, cái anh em vô bình luận cái anh em nói ờ sao mua thuốc hỏi không trả lời vốn cho anh nữa, anh em mình mới nói trời với anh em chứ cũng khó lắm nha anh em, làm dâu chồng họ vô bây giờ rồi hỏi mà không trả lời nó cũng nhạt lắm. Mình nói chung cái clip ấy, có trên không coi, không vô coi rồi vô bình luận vậy đó sốc không, rồi tới đây anh em ha, rồi cũng chào anh em nha.